Hai, xin chào em nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau để vẽ và tô màu một nhân vật trong bộ phim Zoboka, Polly và những người bạn các em nhé. Đây chính là nhân vật Roy, một chiếc xe cứu hỏa các em nhé. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau để vẽ và tô màu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ đó chính là phần mắt của bạn này. Này. Đây là phần khuôn mặt của bạn Roy này, đồng thời cũng là phần đầu của chiếc xe cứu hỏa các em nhé. Trên này chúng ta sẽ vẽ đó là mũ, bạn này đang đội ở trên đầu một chiếc mũ. Đây là phần mũ của bạn này nhé. Đây là phần huy hiệu trên mũ này. Sẽ là phần bánh xe em nhé. Chỗ này sẽ là phần bánh trước của xe này. Chúng ta sẽ vẽ phần bánh phía sau. Chỗ này cũng sẽ vẽ phần bánh xe em nhé. Vậy ta đã vẽ xong chiếc xe rồi. Ta sẽ vẽ phần phía trên đầu là sẽ có một cái vòi để phun nước em nhé. Phía trên đầu này sẽ có một cái vòi để phun nước này.
Ở đây là chiếc vòi để phun nước dập đám cháy ở phía đằng trên đầu. Ta sẽ vẽ thêm một phần chỗ huy hiệu nữa. Đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau để tô màu các em nhé. Để tô màu bạn xe cứu hỏa này thì chúng ta sẽ sử dụng đầu tiên đó chính là sử dụng màu đỏ các em nhé. Bạn này thì sẽ có màu đặc trưng chủ yếu đó là màu đỏ. Ta sẽ cùng nhau để tô màu. Đây là một bạn lính cứu hỏa. Một chiếc xe Zoboka biến hình có màu đỏ. Đó, màu đỏ các em nhé. Phần này chúng ta cũng sẽ tô màu đỏ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng đó chính là màu vàng các em nhé. Màu vàng thì chúng ta sẽ tô cho phần phía dưới này. Đó. Phần này chúng ta cũng sẽ tô màu vàng. Phần vòi cứu hỏa phía trên. Phần vành của xe ở bên trong này chúng ta cũng sẽ tô màu đỏ. Đây là phần vành của xe. Như vậy mình thấy là chúng ta đã tô gần xong rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tô đó chính là tô phần mũ. Phần mũ của bạn này sẽ có màu đen, chúng ta sẽ tô màu đen các em nhé. À, phía dưới này cũng sẽ có màu đen. Phần bên trong của huy hiệu này chúng ta cũng sẽ tô màu đen các em nhé. Đây là viền của huy hiệu này, ta sẽ tô màu vàng để cho nổi.
Phần viền này chúng ta cũng tô màu đen nha em nhé. Phần bánh xe. Bánh xe chúng ta sẽ lựa chọn đó là màu đen. Ta sẽ tô màu đen vào phần bánh của xe. Bánh sau. Đó, như vậy em thấy là chúng ta đã vừa vẽ và tô màu xong hình của một chiếc xe cứu hỏa rồi em nhé. Đây chính là nhân vật Roy trong bộ phim Robocop Polly và những người bạn, một chiếc xe cứu hỏa biến hình. Video vẽ và tô màu đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong các video lần sau.